Quý vị có nhận ra Phương Hằng không? Trẻ không quý vị? Mặt mộc đó quý vị ơi, chuẩn bị đi ngủ đó. Rất là trẻ, rất là hiền lành đúng không quý vị? Không có vào vai diễn nào hết, cho nên là rất là hiền lành, rất là phúc hậu. Sắp đi ngủ rồi cho nên là cũng nhớ quý vị xuống ngay chỗ phòng khách quay một hai clip đưa lên cho quý vị xem. Thoát vai rồi thì nó phải trở về cái vị trí thật như quý vị. Không có vai diễn nào nữa cả, bây giờ chỉ còn một bà Nguyễn Phương Hằng rất đời rất thường chứ quý vị. Quý vị nhìn xem có một sự khác biệt không hề nhỏ ha quý vị ha. Đưa sát sát vô quý vị sẽ thấy rằng là giữa cái khuôn mặt của tôi đang mọc 100% nè. Nói với khuôn mặt mà mỗi ngày quý vị thấy là sưng si rồi hung dữ rồi đủ thứ, còn cái này khuôn mặt mọc 100% mặt sexy chứ quý vị, khuôn mặt rất là sexy luôn.